Và trận đấu đầu tiên nó cũng đã được bắt đầu rồi. Lại trong khi đó thì Mogret anh ta, ui dồi ôi nó nhiều quá. Và nhưng ở phía sau thì Quang anh ta bưng lên một cách mạnh mẽ và có cho mình lại cái top 1. Là ai là người hay hơn? Quang vẫn làm tốt với cái chiếc xe ánh sáng ngân hàng của mình của anh Tùng Vâng. Ta đến với cái trận đấu thứ hai và tất cả mọi thứ nó cũng đã được bắt đầu rồi. Dường như là Quang đang sử dụng cho mình đó là 2,1 giây rồi. Đúng là những cái tình huống như thế này nó sẽ là thu hẹp được cái khoảng cách, nhưng có vẻ như là chưa được rồi. Và Quang ơi, từ từ và bình tĩnh thôi. No, có vẻ như tại sao lại không có X-Zoom bắn ở đây nhờ? Đây, mà để xem nào, Quang, anh ta vẫn có cơ hội. Còn Phong, XE và Moret đang là ba tuyển thủ có lợi thế. Dù là cho Moret thắng ở trong trận đấu này thì cái khoảng cách Phong thì anh ta đang đua an toàn hơn nhằm cố gắng rút ngắn lại cái khoảng cách sau với lại Moret. Ta xem cái map đấu mơ về cổ tịch lần đầu tiên được và anh ta không có lợi thế đến từ vị trí của XE. Nhây hơn Moret cũng bị lỗi XE. Anh như là cái tình huống cuối cùng này chúng ta đã có được một thêm một cái top 1 rồi. Toàn rồi, khoảng cách là 2 điểm, 4 điểm và 6 điểm. Không thì không quan trọng, cái quan trọng là cách 1,2 giây cách biệt. Ồ, cái map đấu này thì không có T1 nhưng T2. Chúng ta thấy được rằng là Phong anh ta đã có lợi thế. Và anh ta đang cố gắng nhớ là những cái quãng đường đua. Anh thấy là chưa, nhưng khúc cua cuối cùng thì vừa rồi có tình huống hơi chệch choạc qua những tình huống có cho mình được cái lợi thế. Và khoảng cách hiện tại được tạo ra đang đâu lấy là khoảng. Vâng, bây giờ thì Phong và Moret đang cố gắng kẹp Quang ở giữa như thế này. Thì không biết được rằng là những tình huống cuối cùng nó sẽ là một cái. Vừa nhắc đến Moret thì anh ta lại có một tình huống lỗi rồi. Ui. Nhưng bây giờ ba con người viêm thần binh mang ra thì với khoảng cách được tạo ra là 0,3 giây. Moret, ui, hai tuyển thủ này vẫn đang kẹp trên và kẹp dưới. Moret đang cố gắng để có thể là tấn công Quang. Vâng, ý đi từ phía dưới chạy thẳng lên phía trên và chạy thẳng mặt tụi rằng có thể ngư hơn bất lợi hay không đây. Đường tắt vượt qua dễ dàng tới từ Quang. Top 1 tại Olympic ngược dành cho Quang. Cuối cùng rồi. Và cái cách biệt về mặt số điểm bây giờ đã là 2 điểm. Một cách khá là mẫu mực ở đây. Tác động lên Phong khiến cho Phong không có được cho mình cái vị trí thuận lợi, thậm chí là mô Red cứ. Đây là trận đấu thứ 8 rồi, 2 điểm cách biệt. Là Phong anh ta sẽ xử lý như thế nào đây? Khởi động vẫn đang là tốt tới từ vị trí của Quang. Cái kia à, top 1 à, cũng được luôn. Anh ta có những cái tình huống mắc lỗi kìa. Thậm chí anh ta, ui trời. Chỉ cần dưới 1 giây thôi thì chúng ta sẽ có 91 điểm ở trong cái trận đấu thứ 9. Phong vừa rồi anh ta có một cái tình huống gọi như là siêu chuyển hướng, nó không thực sự là tốt ở đây. Khoảng cách bây giờ với các tiền tung bây giờ là 0,2 rồi. Chiếc xe của Quang cuối cùng nó có sức mạnh hay không đây? Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.